Tôi muốn đưa chai mình đã nấu xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nấu bún riêu chay. Rồi mình có tàu hũ nè, rau muống, cà chua, ngò gai, quế, ba loại nấm, sữa đậu nành. Người ta nấu người ta xài nấm rơm, nhưng mình không có nấm rơm, mình sẽ xài ba loại nấm này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi luộc bún, sau đó mình sẽ sơ chế các loại rau, các loại nấm chứ, với rửa rau muống. Đây, tất cả nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Trước tiên là mình thắng miếng mỡ tỏi với thắng dầu màu điều. Đó, tỏi. Tỏi mình đã xé vàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ múc ra ngoài chén nha. Cái chảo hồi nãy mình thắng mỡ tỏi nè. Nên mình sẽ đổ vô 10 miếng mỡ để hạt dầu điều vô. Mình sẽ để hột kari vô chứ. Này cái phần hột kari mình để lửa nhỏ nhỏ cái mình thắng cho nó ra màu. Này chứ quên, mình cứ bằng hột kari mình để lửa nhỏ nhỏ nha, lửa nhỏ như vậy mình sẽ thắng nha. Mình mà để lửa lớn ha là nó bị khét đen luôn á, mà nó văng nữa, nó nổ dữ lắm. Nên mình để lửa nhỏ hồi ra nó sôi lên nhìn. Cái mình lấy cái sạn á, mình đẩy qua đẩy lại vậy nè. Đây mình chuẩn bị một cái nồi, mình đổ hết 1 lít sữa đậu nành vô luôn. Bên đây là nồi sữa đậu nành của mình sẽ để vô nước cốt tắc. Mình sẽ để vô 3 trái. Đây cái nồi nước sữa đậu nành của mình nè. Mình để tắt vô cái bắt đầu nó chuẩn bị nó lên về về giống như về cua nè. Bên này thì hột kari của mình thắng gần xong rồi nè. Nó ra màu hết rồi nè. Hột kari nó đen đen hết rồi. Đây. Cái nồi sữa đậu nành bắt đầu nó lên về nhiều rồi đó nha. Nó sôi lên quá mình sẽ dặn lửa bớt lại. Đây, bây giờ hột kari của mình đã thắng xong rồi nè nha. Mình sẽ đẩy hột kari lên trên như vậy. Mình đẩy hột kari lên trên nè, cho cái dầu nó nhiễu xuống này. Bên đây thì mình sẽ coi lại cái nồi sữa đậu nành của mình. Mình mua cái sữa đậu nành á, hình như là nó không có đóng về cua nhiều hay gì. Nó chỉ hơi hơi thôi à, nó không có đóng nhiều như của người ta. Mình cho nó sôi lên hồi thôi. Mình mua cái loại sữa đậu nành này là sữa đậu nành organic nên nó không có về cua, nó chỉ có chút tẳng thật tăng à nè, nó chỉ có lên có chút tẳng thật tăng à. Thôi cài nó không có lên thôi, giờ mình đổ nước cho mình nấu luôn. Ta mua sữa đậu nành ở ngoài về ta để vô ta nấu á, nấu cái là nó nổi lên về về luôn á. Cái chảo này mình đã vớt hột kari ra bỏ nè, bây giờ mình sẽ để nấm vô xào. Cà chua. Mình chỉ xào sơ sơ vậy là được rồi đó. Thôi để nấm này vô luôn. Xào hết đi. Để nấm vô xào sơ sơ là được rồi. Mình mua cái này thất bại rồi, mua sữa đậu nành này thất bại rồi, nó không có lên ời cua, nó chỉ lên chút xíu thôi à. Để vô miếng mỡ tỏi nè, mình xào gì cho nấm mình nó thơm.
Đây, tắt lửa. Cái nồi này sữa đậu nành là mình su cà na rồi. Mình mua sữa đậu nành organic đó. Bây giờ nó không có ghế cua rồi. Nó không có ề cua rồi, nó chỉ có chút xíu thôi à. Lần sau mình rút kinh nghiệm mình sẽ mua sữa đậu nành người ta làm ở nhà về nấu. Nấm bây giờ mình sẽ để qua bên nồi lên này luôn. Nấm với cà chua mình sẽ để qua bên hết bên nồi bên này. Bây giờ mình sẽ nêm hạt nêm chay, ê, không sao không sao, miễn ngon là được rồi, có thất bại rồi mới có thành công, nhờ ngu vậy mới lòi ra được cái khôn. Giống cái nồi curry hết đấy kìa. Mình nêm nước nó vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình sẽ để tàu hũ vô hết được. Rồi mình cho nó sôi lại là bắt đầu mình trụng bún rồi. Cho gia đình mình thưởng thức thôi. Bún riêu chay. Nồi bún riêu chay mình đã nấu xong rồi đây. Cũng ok lắm chứ bộ. Đây là tô bún riêu chay của mình đây. Bữa nay mình ăn chỉ có rau muống bào thôi. Mình sẽ sắc ngò gai để vô. Ngò gai của mình ngoài có bụi. Bị mình ăn xà bách thôi. Mình sẽ để quế vô. Thì Phong chờ bảy mì bao giờ ạ? Thì Phong đã chờ bảy mì bao giờ ạ? Thưa cho mấy bạn mì. Em chưa ăn Mình mì để bao một bé tỏi phi lên. Thì Phong là đã chờ chưa ăn xong rồi nào. Đó. Xong. Đây, tô bún riêu mình đã xong rồi nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức. Tô bún riêu chay mình đã nấu xong rồi nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha.